Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Tuấn Mô Tô nha. Hôm nay Tuấn Mô Tô tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe Shopee Harley 170 nha. Dòng xe máy V nè. Xe này cực kỳ đẹp luôn. Dòng xe này rất là hiếm nha anh em. Anh em để ý nha. Dòng xe này rất là hiếm nha. Ngoài thị trường rất là hiếm nha, vì dòng xe này nhập về rất là ít luôn. Dòng xe này của hãng Motorrad Việt Nam mình nhập về rất là ít nha. Anh em nào để ý, xe này máy V luôn nha, 170cc. Dòng xe hai máy, xe cực kỳ đẹp luôn. Xe này là một chủ sử dụng hồi mới tới giờ nha, đập thùng tới giờ luôn, một chủ sử dụng rất là ít chạy, mới chạy có 3.000 cây nha. Xe này là không chạy luôn, mới chạy có 3.000 cây nha anh em. Nên xe còn nguyên ring rất là đẹp luôn. Xe nhìn cực kỳ ngầu luôn. Dòng xe này là kiểu dáng nước ngoài á, kiểu dáng châu Âu rất là đẹp nha. Đó, anh em để ý, rất là đẹp nha. Nó hai máy V rất là đẹp luôn. Nhãn hiệu nó là Shopee Harley 170 nha. Dòng xe máy V. Đó, anh em để ý, xe rất là đẹp. Dòng này bánh trước rất là lớn nha anh em. Bánh trước bánh lớn lắm. Để xin em coi thông số nó rất là lớn luôn. Bánh sau cũng cực kỳ bự luôn. Để xin em sẽ quay thông số cho anh em xem cái bánh lớn như thế nào. Kiểu dáng này chạy rất là ngầu nha. Cực kỳ đẹp luôn. Rất là hiếm mấy dòng xe này. Giá của nó cực kỳ dễ thương. Giá của nó là 75 triệu nha. Anh em nào mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá nha. Giá của nó là 75 triệu. Xe này là một đời chủ đập thùng hồi mới tới giờ nha anh em, để ý nha. Dòng xe này anh em chạy thì quá ngầu rồi. Mấy dòng xe này thì quá đẹp. Và giá của nó cực kỳ dễ thương luôn. Phục trước phục upside down luôn nha. Phục trước là phục upside down nha. Anh em để ý phía trước nó là dòng hai đĩa. Hai đĩa trước, một đĩa sau. Hệ thống nó 3 thân đĩa. Anh em nhìn máy móc rất là đẹp. Anh em nhìn cục máy không? Máy với vóc xe á, nhìn rất là ngầu nha. Rất là ngầu luôn. Bánh trước cực kỳ lớn, bánh trước để thông số nó tới, để xin này em xem ở thông số nó bao nhiêu. Dòng xe máy V, bình xăng này nằm trống nhìn rất là đẹp luôn. Hệ thống thân đĩa nó vô số rồi cũng nhìn rất là ngầu nha. Anh em để ý nè. Cái này là vô cần số của nó cũng nhìn rất là ngầu luôn, rất là chắc chắn. Anh em để ý nghe, xe này rinh, cực kỳ rinh luôn. Một đời chủ đập thùng rồi đó tới giờ nhưng mà chạy rất là ít nha. Mới chạy có 3.000 cây nha. Anh em để ý nha, mới chạy có 3.000 cây. Rất là đẹp nha. Hầu như là chưa tăng sơn luôn á. Chưa tăng sơn luôn á anh em. Đúng thiệt tình là chưa tăng sơn luôn. Ngâm trên đĩa còn nguyên rinh. Bánh sau cực kỳ lớn, bánh sau là 160-80-16 nha. Bánh sau là 160-80-16 là lớn hơn bánh đi bèo luôn, cực kỳ bự. Thông số bánh trước nè. Đâu rồi, 90-90-21, cực kỳ bự nha, 90-90-21. Mấy cái kia là 18-17-18 nha, cái này là tới 21 luôn nè, rất là lớn nha. Nên cái bánh cái vòng tua, vòng bự nó rất là ngầu. Lá đĩa cũng cực kỳ bự luôn, phục upside down nha. Anh em để ý nha, phục upside down nha. Rất là đẹp. Kiểu dáng vóc xe rất là ngầu luôn. Đồng hồ nó là mới chạy có 3.040 cây nha, 3.040 cây.
Đó, xe này là xe trùm bèn, nó ít rất ít chạy nha, một đời chủ đập thùng hồi đó tới giờ luôn, anh em nhìn để ý này, rất là keng. Tem luôn là nguyên ring hết nha, tem chìm trong đó nha, nguyên ring hết. Và một cái này, một cái em giới thiệu cho anh em nữa, xe này rất là hay, ổ khóa này, ổ khóa nó rất là hay luôn anh em, ổ khóa cực kỳ đẹp luôn anh em. Ổ khóa nó rất là hay nha, có 3 nắp. Có một nắp mở đèn nữa, ở trên ổ khóa luôn nè. Một nắp máy, một nắp mở đèn, một mở đèn là bơ lui nha. Anh em nhìn nè. Rất là hay ổ khóa. Hệ thống thân đĩa này, để xíu nữa em sẽ tới tiếng máy nổ nhà nam ngày, tiếng máy nổ rất là lực, rất là mạnh nha, rất là lực luôn và rất là mạnh nữa, rõ sao gài rất là sâu luôn, gài rất là sâu, bánh rất là đẹp nha, màu sơn rất là đẹp nha, màu sơn của bánh là màu sơn riêng nha, tĩnh điện luôn, rất là đẹp nha, không trầy nha. Giá của nó là 75 triệu nha, anh em nào mua thì liên lạc cho em liền theo số điện thoại là 0369 nha, 669-659 nha. Rất là sáng, rất là bóng luôn, rất là mới. Anh em nào cũng thấy video hai xe đẹp thì bấm like giùm em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để theo dõi video của Tuấn Mô Tô nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha. Anh em nào đăng ký kênh thì bấm like giùm em hoặc chia sẻ giùm em nha. Vỏ này là vỏ ring của nó luôn nè. Gai rất là sâu luôn. Rất là sâu nha. Hệ thống đèn đơn giản nhưng mà nhìn rất là ngầu, rất là đẹp. Hệ thống đèn rất là đơn giản nhưng mà anh em nhìn rất là ngầu nha, rất là đẹp luôn. Bên trước rất là lớn, hồi nãy bên trước là 21, 22 gì á, đúng không? Rất là to. Mấy dòng xe này cục máy nhìn rất là ngầu nghe, nhìn nó trống rất là đẹp luôn. Giá của nó cực kỳ dễ thương, giá của nó chỉ 75 triệu thôi. Một đời chủ sử dụng nha anh em, một đời chủ sử dụng đập thùng rồi đó tới giờ. Rất là ít chạy nha, mới chạy có 3.000 cây nha, anh em để ý mới chạy có 3.000 cây nha. Nên xe còn rất là bén, rất là đẹp luôn. Anh em nào mua thì liên lạc cho em số điện thoại là 0369 nha, 669-659 để chốt giá nha, gặp Tuấn Mô Tô nha.
máy móc. Về phần máy móc thì anh em phải xin xin em sẽ tắt tiếng máy nổ cho anh em nghe, không nhiều lúc trời mưa em quên. Xem lại em tắt tiếng máy luôn cho anh em nghe chứ trời sắp mưa rồi. Bật khóa này anh em bật khóa này. Máy này rất là dữ nha. Cực kỳ êm luôn, máy rất là êm. Trời sắp mưa rồi, em cũng sắp ngừng video vì trời sắp mưa rồi. Nên nha, nào mua thì nhanh tay chốt giá liền, alo điện cho em số điện thoại là như thường lệ nha, 0369 nha, 669 659 để chốt giá liền nha.